gì cô ạ? Em vẫn tập luôn mà. Cô với hai anh em quý còn thiếu đi bỏ lại mà bỏ lại bây giờ là thấy báo các ông là tư tưởng là sao là phát thiếu nhà ai để yên nhà đấy, nhà nào đi bỏ là bỏ mà nhà nào không đi bỏ là mất quyền công dân, có thế thôi. Thôi bỏ quá rồi cháu, bỏ quá rồi anh, em mở ai xin thì cô ạ. Em là ai bây giờ cái cô rất chi là cứu anh không ai rất muốn cứu ạ, theo cháu nhưng mà bây giờ đương nhiên em nó chỉ cần rút đơn về một cái từ giờ đến mai không đến mai đâu, đến chiều là có một phút xôn xao, ôi rồi một bạc tiên thế nào tao cười thế nào đấy, ta không bao giờ rút đơn ra rồi câu đấy là câu trước mặt cháu. Chính cô mà không có nghe tiếng tôi đấy cô sẽ chết trước mặt cháu nhận xem. Cháu nói này là chỉ có cháu với em mà biết thôi, em đưa xin ghi lại cho anh xin sai thì có sai, em biết không sai rồi không có thì anh bảo ông Đức sang đây là nhận sai. Đức thì nhận sai chúng nọ rồi. Sai cũng nhận rồi. Ông Đức đúng không? Ông bỏ đây nhận sai rồi. Vì cháu rồi cô ạ, vì em, vì anh. Vì thế cho nên là cháu cứ bảo ngay hôm đầu tiên thì có khi em nó lại bình tâm lại. Thì nhà cháu bảo là anh không ảnh hưởng gì thì nói thực ra là cháu nó em nó quyết định ngay là Đức chứ không đến nước này đâu. Mấy thế thì nhưng mà vẫn để cho các cháu ở xã thương lượng thế nào thôi thì nó cũng cố thì được cho hết ngày qua. Chứ còn thì không thì nó là ngay hôm bấy giờ không đến hôm nay đâu cháu. Ngày qua rồi là đã không còn gì, không có một động tĩnh gì là bằng yên tâm rồi. Alo, cứ ăn cơm đi. Cháu là chưa về. Cháu chưa cơm cháu. Chứ còn lúc cái cháu lại làm không? Không phải là em muốn làm cán bộ. Không. Nói thật với anh, em không. Bây không giờ phải, ai cũng điện đến mới nói là không. Là bây giờ một cháu. Có, cháu nói này một người muốn nước không thể cho tiêu một người này. Bây giờ hầu như không những cháu mà kể cả ai cũng đến động viên cháu em rút đơn và gọi điện đến cái nọ cái kia đều có cái hướng là rút đơn xong là thích làm trưởng thôn cho làm trưởng thôn, thích làm bí thư không thích được cháu ạ. Theo bản thân cô ngu như cô già sắp chết rồi chứ không thể thích được, thích hay không là phải được sự tín nhiệm của mọi người chứ không phải là thích làm gì được đấy không có. Như riêng cái thôn Hồng Phúc mình là như ông Đức là ông ấy thích làm gì được đấy, cô giáo khẳng định. Tại sao ông thẳng thì cái ông Đức không bí thư này nên nói như thế là ông ấy thích làm gì ông làm đấy. Thì riêng con nhà cô phải được sự bầu bán của ngoài chứ còn bây giờ cô lại tâm sự thật với cháu một điều như này. Cháu quyết định về cho em đó là khóa thôn là bây giờ là hiện bây giờ là vợ chồng thẳng, hiện bây giờ là vợ chồng Thảo Đô hận em đến chết mà còn không gặp không cả hỏi để nói với cháu như thế, cho nên là không hay hoa gì đấy, nói với cháu tâm sự thật. Giờ cháu trao đổi cô nhé, ngoài chúng tôi nhé, cái đấy là đúng bởi vì cháu thì bảo đúng nhưng người ta bảo sai. Cô này vì người dân bảo anh em nhá, gia đình cô thì đúng không? Đúng. Gia đình chị gọi là gia đình chị. Cho nên chúng cháu cần tiến đi. Cái việc khác cũng để là thế rồi. Để thế là ảnh hưởng đến cháu. Cô nhà đâu? Ảnh hưởng đến cháu. Chứ người ta được làm người ta có ảnh hưởng gì đúng không? Đương nhiên là cháu cũng băn khoăn. Người ta cũng nói họ nói kia. Người ta ghét người này ghét người ghét cả cháu mà. Đúng. Nhưng mà cái gì đấy cháu làm cho dân với cháu. Cũng không làm cho cá nhân cháu. Đúng. Không làm cho cá nhân mình thôi. Đấy, cho nên là cô cũng phải chia sẻ cho cháu. Anh còn chơi chứ bố em bị gọi điện chửi suốt ngày suốt đêm, bố đào em chỉ
chị thì của em đi đổi phiếu để bỏ cho con, cho cháu, cho anh. Đấy là nếu tay của em, nhà em đi bỏ thì mới bỏ được cho ba người này. Chứ nếu mà chuyển cho ông Đức thì sẽ không bao giờ được ba người này. Thế nhưng mà chú lên chú Khoa gọi điện sang chửi cái thằng đào béo đầu to, có mấy lá phiếu cho nên đứa con nuôi như thế nào thế. Thôi thì mọi thứ nó đã qua rồi thì anh muốn là tôi em cũng nhìn về tương lai cùng với bọn anh để làm sao để nó giữ, thứ nhất là giữ ổn định chính trị, thứ hai để cho thôn mình nó phát triển. Ý anh là muốn là như thế, nhưng còn những cái việc gì mà nó ấy quá thì thôi anh em mình sân siêu bỏ cho nhau. Không, anh em mình thì sân siêu bỏ cho nhau, thế nhưng mà bây giờ em phải nói anh vẫn chưa hiểu ý em nói. Bây giờ em giúp anh rồi thì người dân không biết là em giúp anh, và người dân và gia đình nhà bác Đức vẫn bảo là em là người thua cuộc. Cho nên lúc đấy bằng chứng ở đâu? Anh có ngày ngày đi theo em để chứng nhận cho em cái đấy không? Nên là em không làm được việc này. Bây giờ nhưng mà như thế này, anh riêng của anh thế này được không? Anh sẽ làm việc với em với ông Đức có bạn cam kết nhá. Cái đúng trong cái đấy đều là cái đúng, cái sai 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 ở đâu, chứ còn em đừng lo cái ngại đó, cái việc là thua hay thắng không đạt vấn đề đấy, thì ông Đức ông sẽ xác định là ông sẽ là trong cái chỉ đạo điều hành đấy là ông Đức có cái sai, cho nên là anh muốn là muốn một cái cuộc riêng thôi chứ không phải là giải quyết gì cả. Đấy, thì để cho ông hiểu được cái việc mà những cái từ gì ông nói ra thì ông sẽ phải hiểu. Chả bao giờ bác nhận là cái đấy cả. Mà mọi việc từ trước bây giờ là em không tin ở bác Đức nữa rồi. Bởi vì tất cả mọi việc làm của bác Đức là bác Đức không làm, mà đây là do vợ bác Đức làm. Kể cả trước cuộc họp chi bộ em vẫn dám ý kiến thẳng với bác Đức như thế rồi cơ mà. Cho nên là không làm được việc đấy. Việc đấy thì không thỏa mãn với cái nguyện vọng của em. Cho nên là em cũng rất thương anh. Em làm như này là em biết là em giết anh, nhưng mà không làm gì được. Anh biết là cái nội dung này nó không liên quan gì đến anh. Vâng. Mà chủ yếu là cái ông Đức thôi. Vâng, nếu không liên quan gì đến anh, nếu anh, không... Anh rất hiểu em làm cái đơn như này là không liên quan gì đến anh. Vâng, em làm... Chủ yếu là cái ông Đức kia, chứ còn... Vâng, nếu thế thì thôi, không liên quan được thì anh cũng không phải suy nghĩ gì cả. Anh chỉ bị khiển trách là bây giờ do mình là chủ tịch ở cái thôn này mà mình không chỉ đạo được cái ông này tốt thôi, thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Thì cái việc này cứ để em làm, cứ để em đi tiếp. Anh muốn là nó ổn định tình hình chính trị, chứ còn bây giờ nó như thế thì nó khó cho anh. Chứ còn nếu ở thôn khác thì anh lại bình thường, anh giải quyết bình thường có gì đâu, đúng không? Không đúng rồi, cái thôn anh đang sinh sống là cái mình cần suy nghĩ để làm sao nó ổn định. Yeah. Hoặc là như thế này, sáng mai anh sẽ mời em ra đây cùng với ông Đức ra đây để ông Minh giải quyết nội bộ thôi nhá, chứ mình không nói giải quyết đơn nhé, lại giải quyết nội bộ để cho ông Đức ông nhận được cái sai của ông. Không, ông nhận sai từ ở nhà em rồi, nhưng mà không được. Cái này cũng không thể đổi lại cái danh dự của em về cái lòng tự trọng của em được. Không, ý là anh nói là ra đây biết là cái sai của ông, và cái việc sai là đương nhiên ông là nếu như anh em mình hiểu nhau là ông là thua, cứ nói là thua cuộc đấy. Thế thì anh muốn là sáng mai thì mời em ấy, ông Đức ra đây để cho ông Minh người gọi là người đứng giữa để khách quan chỉ ra được cái nào ông làm sai. Vâng, anh nói thế thì em cũng xin tiếp thu thôi, chứ còn thì trong đơn em cũng bảo là bây giờ là phải trả lời em bằng văn bản là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình làm sai một vấn đề gì đó mà mình có thể xin lỗi được mà xong á, thì là em cứ ngày ngày em độc ăn xong rồi em quỳ xin lỗi, chứ không phải là em không. Thế nhưng mà em bảo là cách đây mà từ lúc cháu đưa đơn đề nghị các bác làm như thế thì cháu ok luôn, thắng thua là thoải mái tư tưởng của cháu không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà bây giờ thì quyền trong tay các bác, giấu trong tay các bác là cháu chẳng tin cái gì về cái hòm phiếu đấy. Còn nếu bác đấy là nguyện vọng của cháu thôi, cháu em trao đổi thẳng với bác Minh như thế. Phiếu thì vẫn niêm phong, tất cả các thôn đều niêm phong với nhau. Biết là vẫn tất cả liên thôn nó phong, nhưng mà em cũng bảo thẳng với bác Minh, trước kia thì cháu tin nhưng mà bây giờ cháu không tin rồi, đánh mất lòng tin ở cháu rồi. Các
các bác làm đánh mất hết lòng tin của cháu rồi. Thế em cũng nói thẳng thế. Ý kiến em mở ngay được, bởi vì mở ngay nó còn phải họp, còn phải xin ý kiến đủ thứ xong mới mở được, nhưng mà tự nhiên mà mở niêm phong ra được đâu em. Đấy, thì do anh, do cái này là do sai của anh, bởi vì em gọi điện cho anh, em bảo là anh bảo là anh đã trao đổi với lại hai ông tổ trưởng. Thực ra hôm qua ông Quyết, ông Đức sang đây bảo là anh không hề trao đổi gì, từ hôm đấy là anh không hề trao đổi. Em phải hiểu cái này này, nếu mà mở thì phải xin ý kiến, phải gọi cả tổ ra để làm việc, chứ còn không thì làm sao mà dám mở được. Vâng. Đấy, cho nên là hai tổ trưởng cũng không mở được. Vâng. Phải xin ý kiến xong bắt đầu được thì mới tổ trưởng mới ra, mới mời tổ trưởng ra. Vâng. Thống nhất ra để xem xét. Chứ còn đấy phải là, chứ còn là anh bảo cái này mà ra mà làm được ngay là anh lại. Chứ còn nói thật, em nói thật với anh Mùa này. Vâng, em nói thật với anh Mùa này, anh là một cán bộ. Thế bây giờ nhá, em đi xin chữ ký, đây là sự công khai. Thế bây giờ bác Quyết cũng đọc từ đầu đến cuối, chị Thảo cũng đọc từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đọc từ đầu đến cuối. Mà trong cái nội dung đấy là cái anh Hà này là anh ấy vào đây là anh ấy sai. Thế nhưng mà đến bây giờ em ơi, Hà ấy là phó ban bầu cử ở đơn vị Giếng Hồng Phúc. Đấy, mơ trưởng thì mơ phụ trách giếng, và đấy là do họ tổ cái ban nó phân công. Vâng. Chứ không phải là người ở đâu đến, mà là ban bầu cử chỉ đạo. Biết, biết, em này. Biết, em biết anh Hà là người phân công về đây để giám sát rồi. Nhưng mà để mà nói thì theo như luật bầu cử anh ạ, theo như luật bầu cử thì người không phải ở trong cái tổ này thì không bao giờ được quyền vào đây mà ngồi. Chứ chưa được nói làm việc gì. Đấy là em nói với anh như thế. Ban nó được vào mà em. Ban nó được vào. Mà đây lại vào ngồi máy tính đàng hoàng mà làm, trong cái làm đấy nó lại có cái sự sai sót nhầm lẫn mà trong ban người ta bảo lại không thèm nghe. Đấy là cái thứ nhất. Cái sai là sai ở như thế. Thế bây giờ chị Thảo ấy, tác động giữa nhà bác Đức lại bảo là tự nhiên mình lại đi ký vào cái đơn của cái Phương, tự nhiên mình lại bưng bắt cứt đưa lên mồm. Một người đảng viên nói như thế à? Còn nếu em là một người đảng viên không bao giờ mở mồm ra nói thế, mặc dù có bức xúc đến mấy không bao giờ nói như thế. Bây giờ nếu em mà nói thật chứ, kể cả đi họp thế, em bảo là em vẫn thường bảo rằng là kể cả ở nhà cũng thế, em không bao giờ nói hay, không bao giờ nói khéo. Cái thứ hai là em không bao giờ có thời gian để ngồi gốc đa hay ngã ba ngã bảy, trừ trường hợp là em gọi loa hay là có việc gì vận động hay là việc gì đến công việc của chi hội thì em mới phải sang đến đấy thôi. Chứ còn em không có thời gian, em còn phải làm phải ăn, em không có nhiều thời gian như các bác các bá ở bên đấy đâu. Đấy là việc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em đã bảo là em không bao giờ nói hay, nhưng mà em sẽ làm bằng việc làm và cái khả năng của mình thôi, để cho mọi người nhìn nhận thấy thôi. Chứ còn thì em không bao giờ biết nói hay nói láo. Anh cứ về trao đổi thẳng chỗ chị Nguyên ấy. Đây này, em với bà Thanh vào nhà chị Nguyên hôm đấy là đi trang trí ở cái trước hôm bầu cử là trang trí ở ngoài nhà văn hóa. Em có vào nhà chị Nguyên này, chị Nguyên có bảo với em à, như thế này này, thế em đi vận động nào, thấy người ta bảo xin mua hết phiếu rồi, bảo cái này á, chị là một người vợ. Đấy anh là nói chung nhưng không bảo nói chung không phải anh chưa đâu, anh chưa nghĩ em nói hết, chị không bảo em, anh hiểu không, chị không bảo em. Thế nhưng vào là chị vừa mới ngủ dậy thì chị có bảo một câu như thế, thì em bảo này này, chị ơi, cái này là được quyền đi vận động, mua thì không được phép nhưng được quyền đi vận động, em anh Mùa cũng được quyền đi vận động. Thế bây giờ chị đã đi vận động cho anh đến đâu rồi? Thì chị có nói một câu à, trước kia bá còn khỏe thì bá đi vận động, bây giờ bá không có, bá ốm rồi nằm ra đấy rồi thì chẳng có ai đi vận động cả, chị chẳng biết là như thế nào cả, bây giờ nghe nói là người ta đi mua đi xin hết rồi. Thế thì em có bảo một câu này, chị không ngồi đây làm gì cả, chị mặc quần áo vào, chị đi đến từng nhà một, chị đề cập với các ông các bà, chị bảo điên gì xấu hổ lắm. Thì em có bảo này, không có gì xấu hổ cả. Thế chị hỏi em là thế bây giờ đến thì bảo nào, thì em bảo là chị đến chị chỉ cần bảo là con đến, cái thứ nhất là thăm sức khỏe các ông các bà, cái thứ hai là con đặt vấn đề với các ông các bà là khóa này chồng con lại ra ứng cử hội đồng, thì các ông các bà hôm đấy tranh thủ tạo điều kiện đi bỏ phiếu để ủng hộ cho chồng con. Chỉ một câu đơn giản như thế thôi là các ông các bà đã biết là chồng mình khóa này lại ra tái cử tiếp. Em mới bảo như thế. Thì chị Nguyên có nói với em một câu này, ôi giời, chị không nói được, nói thế xấu hổ mồm lắm. Thì em có mắng chị một câu này này, anh cứ về hỏi thật chị, em có mắng chị một câu này này, thế chị nói láo nói nếu nó cả nói xiêu nói bậy nói bạn, chị có thấy xấu hổ mồm không? Mà chị đi vận động như thế xấu hổ mồm. Thế là bà Thanh cứ cười, bà Thanh ngồi bên cạnh cứ cười bảo
Nói như thế làm sao mà giấu hổ mồm, chết lại nói bậy nói bạ, không giấu hổ mồm, nói thế giấu hổ mồm. Bà Thanh vẫn còn sống, chị Nguyên vẫn còn sống, em nói sai em chết luôn. Còn em, à xong chị còn nói cố một câu là thôi cô cứ đi vận động cho anh mùa, cho anh, à cho cô với cô, cho anh mùa tiếp theo đi. Ờ, hộ anh, hộ chị không đi đâu. Thế thì bà Thanh, à em có bảo một câu là chị ơi em vẫn vận động, em vẫn vận động là anh mùa mà là chủ tịch chúng hội đồng thì anh mùa ra làm trước nọ trước kia giúp được cho bà con nhân dân thế này, còn bản thân em hay cái Xuân hay thằng Nhận hay là anh Tiệp ra chúng hội đồng chỉ là để đủ cơ cấu thôi chứ cũng không giúp được cho người dân cái gì. Em còn phải nói đến như thế còn như nào, thế em công tác vận động như thế có đúng hay không đấy, em hỏi anh, em vận động như thế có đúng không, em nói như thế có đúng hay không. Thế nhưng mà đến bây giờ gia đình nhà bá Thuận tác động với gia đình nhà anh, chị Nguyên không bao giờ nghĩ tốt vậy ạ. Phải nói với anh là như thế. Cho nên em thấy rất buồn. Còn em nói cái gì là em nói thật lắm. Kể cả bây giờ anh cứ về hỏi chị Nguyên là thế cái Phương nó có bảo ở đây nó có bảo gì không, nói thật cho anh biết. Thì chị không nói hết. Chứ còn chị nhà mình bản chất từ trước em vẫn bảo với anh, từ trước đến giờ, từ trước em vẫn bảo với anh là chị nhà mình bản chất rất tốt. Nhưng ngược lại đi ra ngoài xã hội, chỗ này chỗ kia mỗi chỗ tác động vào là chị nhà mình là không bao giờ hiểu về cái chính trị, cho nên là chị nhà mình cứ đợi và cứ nói những cái câu thế này thế nọ, chứ còn bản chất thì rất là tốt, không bao giờ biết nói ai cái gì. Nhưng khi ra đấy người ta bơm vào, khi đấy người ta ra bơm vào, cho nên là ảnh hưởng, chính vì chị ảnh hưởng đến anh rất nhiều, rất nhiều người nói như thế. Chứ còn nếu chị nhà mình mà như người khác thì anh rất chi là nhàn, rất chi là vất vả, không phải vất vả như bây giờ, nói thẳng với anh tôi như thế. Cái lăn lộn nào thố lăn lộn. Thế anh trao đổi với em thế thôi thì để anh sẽ trao đổi với ông Đức nha, chứ không phải là ý khác trao đổi với Đức luôn. Từ bây giờ anh muốn là muốn như thế, thế thì xong cái cuộc này xong thì anh sẽ thường vụ sẽ chỉ đạo cái công tác tổ chức cán bộ của thôn để làm sao nó ổn định. Một là ổn định cho cả cái chi bộ mình, cái thứ hai là ổn định luôn phát triển kinh tế của mình. Chứ không thể ổn định như này được, anh xác định này là cái cách rồi, không thể ôm cả gì được. Thật em đấy, không phải là anh giấu giếm gì mà còn anh làm để làm từng bước một đấy. Cho nên là em cố gắng nghiên cứu để tiếp tục để đánh giá cho chi bộ. Còn nghiên cứu mà em có nghiên cứu thì một là làm thứ hai là thiếu gì người. Hôm qua bác Đức cũng bảo rồi, thì em cũng bảo là rất nhiều người hơn em nhiều. Em thì đàn bà yếu mềm không mạnh mẽ, chứ còn em chỉ là một hạt cát bụi ở trong cái tổ chức lãnh đạo của thôn thôi, em không là cái gì hết anh ạ. Biết rồi, nhưng bây giờ anh nhìn nhận con người để ra nhiệm vụ chứ không phải là ai cũng ra được đâu. Chứ còn em nghĩ là mình có phấn đấu đến mấy, chứ còn thì mình phấn đấu em này bây thì giờ em không thể thế này thế khác, mà cái việc này là do tổ chức thì em không nên và cái này cái khác được, mà tổ chức phân công rồi con người là do tổ chức đây là đảng, là thường vụ, xong cái đảng ban chấp hành đảng bộ, chứ không phải là tự nhiên mà làm được những cái điều mà nói ngay làm ngay được, mà bọn anh còn phải làm theo quy trình. Một là có thể là giao cho em làm để tách cái chỗ ấy ra, không thể để tự chủ đó, bởi vì bí thư kiêm không ảnh hưởng gì. Em không làm được bởi vì em mới có sinh hoạt đảng có thời gian rất ngắn, chưa cả biết tổ chức cả một cuộc họp, chưa cả biết mạnh dạn lên một cái gì, em vẫn còn yếu mềm lắm. Còn anh nói thế thì vâng, anh nói thế thì em cũng biết thế, chứ còn bác Minh bác ấy bảo thế em còn không đồng ý, chứ còn sau ý kiến của anh nói thế thì em còn xem xét. Bởi vì chuẩn mà nói thật với em là sau khi cái bầu cử xong ấy là anh sẽ xin ý kiến thường vụ để chỗ đơn vị Hồng Phúc này nó ổn định tình hình thì phải tách ra, chắc chắn là thường vụ đồng ý và sẽ xin ra đảng ủy sẽ đồng ý phương án mà anh đã đề xuất. Một là
bí thư hai trưởng thôn chứ không để ông này ôm được, hoặc là có thể ông này làm bí thư em làm trưởng thôn. Còn nếu mà đến sẽ có ý định này lâu rồi chứ không phải là bây giờ. Còn nếu mà đến là, từ giờ em cũng cho để cho em trong cái thời gian vừa qua là để cho em tiếp cận gần với công việc, về nội dung công việc, cách xử lý công việc, chứ không phải là đùng một cái tự nhiên đưa lên cái là vỡ mất thật. Nhưng kiểu gì bọn em cũng phải ý định là phải cho tiếp cận gần với công việc của tập thể, chứ không phải là tự nhiên em đưa em ra cái làm bí thư hoặc đưa em ra làm trưởng thôn thì nó vỡ mất thật. Nói thật đấy, bởi vì không hoàn thành được thì bọn anh lại nặng thêm việc. Cho nên là ý định từ đầu là bọn anh cũng xây dựng hướng là cho nên em phải tháng thứ tư ý là gì kể cả là chi bộ, cho nên là em cần phải chỉ là bước của anh là muốn làm sao để cho gọn một lỗi, và lỗi này thì là nguyên bản chứ không phải lỗi lớn một như vừa em nói là qua cũng đang làm sao để cho anh không đi. Nói thật cái gì cái anh em mình đã làm việc là mình vào biên bản, sau đó có cái gì sai thì là mình được mình trách nhiệm với cái biên bản đó. Thì thật sự đấy là anh làm có làm gọn thôi, cô không thể ai biết được ý anh phải giải quyết cho anh em được mà mãi cứ tư tưởng thì không phải là không phải là thu ba này hắn không thể được với cái làm việc đưa biên bản không nhận lỗi của ông cùng ký vào đây, thế là ông làm gì sai của ông em này. Thế nên là muốn là muốn làm sao để anh em mình với ông Minh, với ông Tiệp, với ông Đức để có một cái cuộc họp đặc biệt riêng không liên quan gì đến ý bên ngoài nữa. Đấy, ý anh là muốn như thế và có thể là xin định hướng luôn là công tác cán bộ luôn, anh nói thật với em. Cho nên là em cố gắng nghiên cứu từ giờ chiều em xin nghĩ giúp anh chính là giúp cho tôi. Thì anh bảo thế thì em cũng xin lắng nghe ý kiến của anh. Còn nếu mà từ giờ đến chiều mà em suy nghĩ, nếu mà em thay đổi thì em gọi cho anh. Còn nếu mà em không thay đổi thì có nghĩa là em không gọi điện cho anh là em không thay đổi. Và xong làm việc xong thống nhất được, làm việc riêng ấy, thống nhất được thì em giúp đơn vô tư, không có này nha. Không. Cái thật với em là phải chia sẻ cùng với nhau như vậy. Đúng. Nha. Để anh xong rồi đi xuống chỗ chốt để xem tình nào đấy nhé. Vâng vâng, vâng. Thế cho anh nhé. Nha, em cũng yêu giúp anh. Vâng. Giúp anh là giúp cho anh là chính nhé. Vâng. Để cho nó ổn định tình chính trị của thôn mình đi. Vâng. Và mình phải nhìn về tương lai nhé. Vâng vâng. Nhé. Vâng. 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 Cho anh nhé. Giờ không nói ra dài, nói vào trọng tâm, giải thích làm